Thưa quý vị, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ hiện có 2 phường được đánh giá là đang cấp độ 3 và 1 phường ở cấp độ 4 của dịch COVID-19, tức là nguy cơ cao và rất cao. Tuy nhiên, việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch ở những vùng cam, vùng đỏ này vẫn còn không ít những hạn chế cần sớm khắc phục. Đây là hình ảnh ghi được trên đường Huỳnh Thúc Kháng thuộc phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều. Tình hình dịch bệnh thời gian gần đây diễn biến phức tạp. Một số hẻm trên tuyến đã bị phong tỏa do có nhiều ca mắc, nhưng không ít hộ mua bán vẫn còn lơ là, dù địa phương tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở. Nghỉ giãn cách lâu quá thì một số hộ dân thì cũng có nhu cầu kinh doanh. Thì đối với cái kinh doanh này thì phường cũng sẽ là hướng dẫn tuyên truyền bà con bán, nhưng mà phải đảm bảo theo cái phòng chống dịch. Phường sẽ tiếp tục là tuyên truyền và xử lý nghiêm cái việc mà người mua đó là tụ tập lại, đó là không giữ được khoảng cách. Sau truy vết kịp thời, cách ly các trường hợp liên quan đến ca mắc Covid-19 theo quy định, phường An Nghiệp đang tập trung vận động nhân dân thực hiện nghiêm 5K, tổ chức xét nghiệm và tiêm vaccine kịp thời theo số lượng được phân bổ. Tuy nhiên, do trên địa bàn không có nơi mua bán tập trung nên nhiều hộ tiểu thương bán rau củ thực phẩm dọc theo đường Huỳnh Thúc Kháng, lượng người mua hàng ngày khá đông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bởi địa phương đang là vùng đỏ, nguy cơ rất cao. Trong thời gian qua thì công an với là cán bộ của phường, cán bộ y tế đã thường xuyên là nhắc nhở là bà con là trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng. Vậy thì thực hiện là rất là tốt, nhưng mà trong thời gian tới là cần là phải là nhắc nhở thêm để mà cái công tác phòng chống dịch cho nó tốt hơn. Phường An Cư cũng đang là vùng có nguy cơ cao về dịch bệnh Covid-19 theo đánh giá, nhưng cảnh trạng mua bán đông đúc tại chợ tự phát trên đường Đề Thám vẫn không khác ngày thường là mấy. Được biết, hoạt động mua bán lấn chiếm lòng lề đường không đảm bảo an toàn tại khu vực này đã được ngành chức năng nhiều lần kiểm tra xử lý, tuy nhiên chưa giải quyết dứt điểm. Đối với các cái địa điểm chợ và đặc biệt là đối với chợ Đề Thám, cả đài Mạc Đỉnh Chi trên địa bàn của phường An Cư thì cũng rất là phức tạp. Thì bà con hiện nay là mua bán tại nhà rất là đông, người lưu lượng người đã đến mua hàng thì cũng rất là đông. Thì nguy cơ tiềm ẩn lây lan dịch bệnh trong thời vừa qua cũng như là thời gian tới thì địa phương cũng rất là quan tâm. Về trách nhiệm thì là ngoài lực lượng y tế thì lực lượng công an cũng như là tổ xử lý Covid là tăng cường ra quân nhắc nhở cái việc kinh doanh mua bán trên địa bàn phải đảm bảo phòng chống dịch. Chúng tôi tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở, vận động người dân hết sức đề cao cảnh giác, nhắc nhở người dân phải thường xuyên cái thực hiện tốt cái 5K để mà tránh hạn chế được cái lây nhiễm ngoài cộng đồng. Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Để thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn phòng chống dịch. Riêng hoạt động mua bán tập trung đông người tại những địa bàn nguy cơ cao phải được chấn chỉnh ngay để có thể góp phần khống chế, ngăn chặn sự lây lan của mầm bệnh.